Phương Thủy thân ái chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phương Hồng Thủy Official, chuyên mục Góc chia sẻ cùng Phương Hồng Thủy. Thì hôm nay Phương Thủy muốn đọc cho các bạn nghe một câu chuyện Thủy sưu tầm được mang tên Đời Người. Đời người một nửa là vượt mọi chông gai, một nửa là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mỗi người chúng ta chẳng qua chỉ là khách qua đường. Trên thế gian này, mọi chuyện cứ hãy tùy duyên. Đời người chính là một trường tu hành. Có những người giống như hoa sen vậy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Có những người giống như tách cà phê, tách trà, có thể từ từ nhâm nhi thưởng thức. Có những người giống như cơn gió thoảng, vậy nên không cần thiết phải để tâm. Có những người giống như cây cổ thụ để ta yên tâm dựa vào. Đời người chính là một cuộc tu hành. Khi trái tim dịu lại rồi, cảm thấy hết thảy đều là bình an. Tâm thanh tịnh rồi, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên tốt đẹp. Trong tâm vui vẻ rồi, hạnh phúc cũng theo đó mà đến. Con người chỉ là khách qua đường giữa trời đất, hết thảy đều là tùy duyên. Đời người chẳng qua chỉ như một ly trà, đầy cũng vậy, dơi cũng vậy, có gì phải tranh luận. Nồng cũng vậy, nhạt cũng vậy, mỗi cái đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng vậy, chậm rãi cũng vậy, thế thì đã làm sao? Ấm cũng tốt mà lạnh cũng tốt. Ta hãy nhìn nhau với một nụ cười. Đời người bởi quá để tâm, vậy nên thống khổ vô bờ. Bởi quá hoài nghi, vậy nên mới tổn thương nhau. Bởi vì xem nhẹ, vậy nên lúc nào cũng vui vẻ. Bởi vì nhìn thấu, vậy nên lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta đều chỉ là khách qua đường giữa trời đất. Rất nhiều con người sự việc, chúng ta đều không thể làm chủ được. Mọi thứ hãy để tùy duyên. Khoan thứ cho người cũng là giải thoát cho chính mình. Khi chúng ta bị hiểu lầm, bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để phân trần, giải thích? Mỗi người chúng ta thật ra đều là quá cố chấp. Thay vì cố gắng đau khổ xoay chuyển phán xét của người khác, chi bằng hãy âm thầm chịu đựng, cho người ta thêm chút thời gian và không gian để người ta hiểu bạn nhiều hơn. Thật ra tha thứ cho người khác cũng bằng như tha thứ cho chính bản thân mình. Chi bằng tha thứ cho bản thân cũng là tha thứ cho người khác. Tình yêu cũng có những lúc cần phải chờ đợi. Có một cậu bé tay cầm hai quả táo. Mẹ cậu hỏi, con cho mẹ một trái được không con yêu? Cậu bé không nói không rằng, cầm quả táo, đưa lên miệng và cắn mỗi quả một miếng. Người mẹ thấy vậy trong lòng rất thất vọng. Cậu bé chậm rãi nhai xong, chìa ra quả táo nói với mẹ, mẹ ơi, quả này ngon hơn, ngọt hơn nè, mẹ ăn quả này nha. À, thì ra là vậy. Tình yêu có những lúc ta cần phải chờ đợi, không thể đưa ra một đánh giá nóng vội được. Thấy cậu bé giỏi không? Cậu bé thương mẹ, muốn thử xem quả táo nào ngon để dành cho mẹ, chứ không phải là cậu bé dành ăn hết một mình hai quả táo. Cho nên chúng ta cần phải đọc và để hiểu cái bản thân mình nhiều hơn. Có những sự tình chúng ta còn non trẻ thì không cách nào hiểu được. Cho đến khi chúng ta hiểu được rồi,
thì chúng ta không còn trẻ nữa. Có những con người dù đã tiếp xúc với nhau cả một đời cũng không cách nào hiểu được nhau. Có những người dù chỉ tình cờ gặp nhau trong biển người mênh mông này nhưng lại trở thành tri kỷ trong suốt một đời của nhau. Thấu hiểu một người cũng như mua một quyển sách, mình đọc một quyển sách vậy đó. Chúng ta thường chỉ luôn chú ý đến cái bìa nó có đẹp đẽ, nhưng lại chúng ta bỏ qua mọi thứ ở bên trong của quyển sách. Chúng ta bỏ qua cái nội dung của quyển sách. Chúng ta chỉ chú ý đến cái danh ngôn của những người nổi tiếng mà quên mất rằng bản thân của mỗi con người của chúng ta chẳng có ai giống ai. Muốn đọc, muốn hiểu thấu người khác, trước hết chúng ta phải đọc, phải hiểu thấu chính bản thân của mình. Khóc và cười. Mỗi khi bạn khóc, có thể chỉ có thể khóc một mình, không một người nào để tâm đến sự yếu đuối của bạn. Bạn chỉ có thể từ từ lựa chọn sự kiên cường. Còn như bạn cười thì cả thế giới đều sẽ mỉm cười với bạn. Bạn cho thế giới một tia sáng thì thế giới này sẽ trả lại cho bạn cả một mùa xuân. Rất nhiều lúc chúng ta đều là bước đi trong nỗi cô đơn. Đừng kỳ vọng người khác đến hiểu rõ tâm hồn của bạn, tán thành cách nghĩ của bạn. Cần phải biết rằng bạn chỉ là bước trên đường nơi thế gian, và cả thế gian trao lại cho bạn cả một khung trời. Chữ đạm, một bên là nước, một bên là lửa. Đời người một nửa là vượt qua khỏi mọi chông gai, một nửa là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nước và lửa vốn không thể dung hòa với nhau. Người tạo chữ lại khéo léo kết hợp hai chữ này với nhau, vén mở ý gì thật sự của chữ đạm là xem nhẹ. Đây chính là cương nhu kết hợp. Trăng khuyết thì lại tròn, trăng tròn thì lại khuyết. Cảnh giới cao nhất của đời người không phải là một mực tiến lên, cũng không phải là một mực thoái lùi. Con người chẳng qua chỉ là khách qua đường nơi thế gian. Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên. Người khác không cách nào thay thế được. Chúng ta có một loại tính lười trời sinh, luôn luôn muốn chịu cái khổ ít nhất, đi con đường tắt ngắn nhất, nhưng lại có được sự lợi ích thu được lớn nhất. Có những sự tình người khác có thể làm thay bạn, nhưng không cách nào thay thế được cảm nhận của bạn. Nếu thiếu mất đi một quá trình này, dù bạn có thành công hơn nữa, trên mảnh đất tinh thần vẫn là một vùng hoang du. Niềm vui của thành công, thỏa mãn của sự thu hoạch không ở điểm cuối cùng của sự nỗ lực, mà là trong cả một quá trình cố gắng. Con đường của bạn đi, bạn phải tự mình bước đi, thì phải tự chính bạn bước đi trên con đường của chính mình. Người khác không có cách nào thay thế và đi dùm cho bạn được. Đi tốt con đường của mình đã chọn, chúng ta đã từng khát khao tình tiết lắt léo của vận mệnh. Đến cuối cùng, mình mới phát hiện, phong cảnh duyên dáng nhất của đời người lại là điềm tĩnh nhất, bình thản nhất trong tâm. Chúng ta từng cầu mong có được sự công nhận của bên ngoài, nhưng đến cuối cùng mới biết thế giới là của bản thân mình, không có chút gì liên quan với người khác. Chúng ta đừng so đo với hồi báo mà bản thân đã phó xuất. Đến cuối cùng mới hiểu được hết thảy những thứ có được đến cuối cùng sẽ mất đi, chỉ còn lại một mớ hư danh. Con người chỉ là khách qua đường giữa trời và đất, hết thảy đều là tùy duyên. Đi tốt con đường đã chọn, bạn mới có thể là chính bản thân của bạn. Cái nguồn sưu tầm này rất là hay. Đọc cái này Thủy đọc đi, đọc lại, đọc hoài cũng mười mấy lần.
để mình hiểu được không có gì quan trọng to tát hết á. Mình đã đi con đường đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mình có muốn lùi lại thì cũng là phải dòm lại để đi, chứ không lẽ bạn thụt lùi, bạn phải quay ngược trở lại. Thì tốt nhất khi mình đi, mình đếm bước mình đi, thì mình tìm con đường nào để mình đi có thể dễ đi, tránh những đá sỏi, nếu dắt phải sỏi thì mình né. Đại khái chỉ là vậy. Cái thành công trên đường đời là do mình. Người khác có thể hỗ trợ cho bạn nhưng không thể là chính bạn. Người ta có thể giúp cho bạn cái ý tưởng đó, nên như vậy, nhưng làm được thành công hay không là cũng do chính bản thân mình phải nỗ lực. Người ta có thể ta nói cái người ta có thể uống cây tre cho nó thẳng được, nhưng với điều kiện nó phải qua cái sự nóng và cái nó phải trải qua nhiều thứ để nó mới trở thành một cây tre thẳng đứng như ý của mọi người mong muốn. Và muốn trải qua đó là sao? Là nó phải có một cái sự nỗ lực. Thì sự nỗ lực đó từ đâu? Nếu bạn không uống được, người ta cũng không thể nào người ta làm được. Chi bằng mình uyển chuyển và mình học, luôn luôn phải là một sự học hỏi. Học hỏi không ngừng, tới già cũng phải học. Đó là cái những gì mà Thủy muốn chia sẻ với các bạn. Cũng như Thủy đọc được đâu đó cái nói về chuyện của một người già đó. Thì người ta nói là về già là khi ta có một cái đôi mắt mờ đi, nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt, và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần. Về già là khi đôi chân mỏi mệt đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời, nhưng khi ngoái đầu lại, ta dường như mới là đứa trẻ của ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm hơn trước, chắc hơn trước, và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa. Về già là khi ta dùng đôi tay điếc của mình để nghe thiên hạ xôn xao về chuyện đời, và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió, tiếng nhịp đập của âm thanh còn động lại trong lòng ta, của những người ta từng trân quý, nhưng bây giờ ta không còn có gì, ta không còn có cơ hội để gặp lại nữa. Về già là khi ta nhận thấy rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái. Vì bây giờ mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết là có thể hít vào, ta có thể hít vào được một lần nữa hay không. Về già là khi những người tri kỷ ta cùng ngồi lại, chúng ta cùng ngồi lại với nhau để hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều, âu đó cũng là quy luật tự nhiên. Khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý. Về già là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời, những thứ làm ta sai ta đắm, ngẫm lại vui sướng không là bao nhiêu, nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta tưởng là ta nắm chặt trong tay, rồi thì ngày mai nó lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của cuộc đời mình. Bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc. Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng bình yên. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời, nhưng cũng có những người đến gần lúc cuối đời mới nhận ra được điều đó. Bởi vậy chúng ta hãy trân quý những gì đang ở cạnh bên ta, ở ngay trước ta, không đâu xa,
là người thân chúng ta, là gia đình của chúng ta. Bè bạn tri kỷ, giờ nhìn lại, đếm lại, còn được là bao. Thế nên, chúng ta hãy trân trọng và trân quý từng khoảnh khắc có nhau trong đời. Hôm nay Phương Thủy chia sẻ những câu chuyện này chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn nhỏ của Thủy và những người bạn lớn của Thủy. Thủy luôn trân quý những gì Thủy đang có và hiện có. Không ước mơ gì cao sang, chỉ mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được vui khỏe, bình yên, an lành. Các bạn nhỏ cũng vậy nha, cố gắng lên, hãy vượt qua khỏi cái mùa dịch này nha. Chúc tất cả đều an lành. Xin chào.